Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Tin Tức Tinh Túy. Quý vị và các bạn thân mến, những ai hay theo dõi kênh YouTube Gãy TV thì chắc chắn là biết đến cô nàng Phương Thảo phải không ạ? Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều người tò mò và tìm hiểu xem Phương Thảo là ai. Vâng ạ, qua video này của chúng tôi đã cập nhật được một số thông tin về cô nàng xinh đẹp và dễ thương này để gửi tới quý vị và các bạn. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem Phương Thảo có tên thật, tên đầy đủ là gì, quê quán ở đâu, sinh năm bao nhiêu, vân vân và mây mây. Tất cả sẽ được làm sáng tỏ trong video này của chúng tôi quý vị nhé. Đảm bảo rằng sẽ không để cho quý vị và các bạn phải thất vọng đâu ạ. Vâng ạ, quý vị và các bạn nếu thấy video này hay, đừng ngại ngần cho chúng tôi một like, chia sẻ video giúp chúng tôi và hãy ấn đăng ký, bấm chuông để ủng hộ cho kênh quý vị nhé. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem Nguyễn Phương Thảo của Gãy TV là ai quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn chính là hình ảnh vô cùng xinh đẹp và dễ thương của cô nàng Nguyễn Phương Thảo, một thành viên vô cùng nổi tiếng trên kênh Gãy TV mà chúng ta thường hay theo dõi trên YouTube. Vâng ạ, và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một chút về cô nàng dễ thương này quý vị nhé. Quý vị ơi, Nguyễn Phương Thảo có tên thật và tên đầy đủ là Nguyễn Phương Thảo. Cô sinh ngày 11 tháng 10 năm 2000. Thưa quý vị và các bạn, năm 2000 tức là năm Canh Thìn và Cẩm Tình Con Rồng quý vị nhé. Nguyễn Phương Thảo có nickname là Thảo Ly, một diễn viên xinh đẹp của nhóm hài nổi tiếng Gãy TV, trực thuộc công ty cổ phần truyền thông 88 Entertainment. Sau khoảng 3 năm từ ngày thành lập, Gãy TV hiện có hơn 3 triệu người đăng ký, sở hữu nút vàng YouTube. Bên cạnh những phim ngắn triệu view của nhóm thì từng thành viên cũng được nhiều khán giả biết đến hơn. Phương Thảo trở nên nổi tiếng chỉ sau một thời gian rất là ngắn. Vâng ạ, nhờ vào khả năng diễn xuất tốt cùng với ngoại hình xinh xắn và đáng yêu thì Phương Thảo sở hữu một lượng fan hâm mộ cực lớn. Fanpage của Thảo hiện đang có 330.000 người theo dõi. Và nhiều người dành lời khen ngợi cho Thảo, thưa quý vị và các bạn, bởi lối diễn xuất tiến bộ và nhan sắc ngày càng xinh đẹp, quyến rũ của cô. Kịch bản của Gãy TV thường là những tình huống đời thường không quá mới mẻ, nhưng có một sức hấp dẫn vô cùng lớn nhờ được chăm chút kỹ lưỡng và diễn xuất chân thật của dàn diễn viên. Trong những phim của Gãy TV thì Phương Thảo từng đảm nhận vai diễn cô em gái hiền lành, trong sáng, dễ thương. Trong quá trình thực hiện, Phương Thảo không gặp mấy khó khăn vì nhân vật giống cô bạn ở ngoài đời nên không phải diễn quá nhiều. Gần đây thì Phương Thảo đã thử sức với những vai diễn gai góc hơn, có cá tính hơn. Trong phim ngắn mới nhất thì Phương Thảo hóa thân thành cô em gái không thể yêu thương nổi, chôn anh trai khi mà anh đưa bạn gái về nhà. Có thể biến hóa với nhiều vai diễn khác nhau, Phương Thảo được đánh giá là diễn viên trẻ rất là triển vọng. Phương Thảo luôn quan sát những gì diễn ra xung quanh, xem phim để học hỏi diễn xuất của các diễn viên chuyên nghiệp. Ngoài ra thì cô bạn cũng đọc sách, đọc truyện để hiểu hơn về các nhân vật và diễn biến tâm lý của họ. Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ sở hữu gương mặt trong sáng dễ thương khiến nhiều người say mê, cô gái Phương Thảo còn khiến cho nhiều cô gái ghen tị bởi thân hình chuẩn, những đường cong nóng bỏng và quyến rũ. Cô bạn luôn biết cách lựa chọn những trang phục khoe triệt để ngoại hình. Trong sự kiện chúc mừng Gãy TV, xin lỗi quý vị và các bạn, chúc mừng Gãy Media được 1 triệu người đăng ký thì Phương Thảo khiến cho nhiều người suýt xoa với ngoại hình lung linh, một vóc dáng không thể chê vào đâu được. Phương Thảo thì cao 1m65, nặng khoảng 49kg. Cô, như chúng tôi đã nói lúc ban đầu thì cô sinh ngày 11 tháng 10 năm 2000 tại Vĩnh Phúc, Việt Nam. Cô sinh thuộc cung Thiên Bình, Cẩm Tình Con Rồng, năm Canh Thìn đấy. Nguyễn Phương Thảo xếp hạng nổi tiếng thứ 554 trên thế giới và thứ 53 trong danh sách diễn viên nổi tiếng. Tổng dân số năm 2000 vào khoảng 6,08 tỷ người. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là đôi nét về cô nàng Phương Thảo xinh đẹp và dễ thương. Hy vọng rằng qua video này, quý vị và các bạn phần nào đã bổ sung cho mình một số thông tin về cô nàng xinh đẹp này, phải không ạ? Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống. Quý vị và các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video giúp chúng tôi nhé. Và đặc biệt là hãy ấn đăng ký, bấm chuông để ủng hộ cho kênh, cũng như để cập nhật được những tin tức mới nhất từ kênh quý vị ạ. Vâng ạ, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.